Hello con. Hello teacher. Ở cái này cái bài của con gửi nha. Khi con gửi cho cô á, cô thấy ở đây á, nó có cái đoạn mà nó là từ số hai mấy á, là cho cái phần nào vậy? Hai mấy? Cô thấy từ số 18 cho tới 40 á, là nó nằm ở phần nào vậy sao Mai? Cái phần mà cô có cho con làm ở trên Zoom mà cô từ đầu tới chữ vô nó cũng Ok. Rồi, cô sẽ share với con rồi mình sửa chỗ này nhé. Con lấy một cái bút khác màu để con sửa vào trong cái bài của con luôn á. Ok con. Ở đây. Hiện lên nhiều quá chừng người ta. Rồi, con thấy chưa, hôm bữa trước là mình làm tới cái chỗ don này rồi đúng không? Rồi bây giờ Dạ con đúng. sẽ có từ get, chỗ này con sẽ làm sao? She. She. Cái này là người ta đang đang kể về cái việc mỗi ngày nè đúng không? Thì mình sẽ dùng cái gì? Guess, đúng rồi, she guess. Tạo để cô xem. Cái nào con sai thì mình sửa, còn cái nào không đúng rồi thì thôi. Con sẽ có guess đúng không? 19, con sẽ có từ 19. She guess up. Vào lúc mấy giờ thì con sẽ dùng từ at ha. Look at, get up at 6 o'clock. She doesn't have, đúng rồi. She doesn't have a shower. She has breakfast. Then she gets, dressed, đúng rồi. And brushes her hair. Her mother. À, cái từ repair này nghĩa là gì con? Con không biết nghĩa hả? À, Chuẩn đúng rồi. bị mà Sao chỗ này con không làm? mình cái chỗ này mình không có, không biết nó có điền chữ S hay là ES À, nó có chữ E, gì con sẽ thấy từ repair ha. Chuẩn bị. vô Nó đã có chữ E sẵn rồi, con cứ thêm chữ S vào thôi sao mai. Con sẽ có repairs. Được không nào? Được. Repairs breakfast, con sửa vào đi. Con ghi thêm vào vở của con đó. Repair breakfast rồi. Every day, however, vào ngày. Vào cái ngày á, thì con sẽ dùng giới từ gì nào? Dùng on, đúng rồi. She doesn't cook. Giỏi. Her husband has to cook. Okay. Besides, her husband. Cái gì nữa con? Cái này beside, bên cạnh đó ha. Con sẽ có chỗ này là cái gì? Sao tự nhiên cô đem cô để đâu mất rồi? Cô để đâu mất rồi vậy? À. She, con sẽ có she gì? Besides her husband gì con? Husband washes. Đúng rồi, washes the dishes. À, rồi vào buổi tối thì con sẽ dùng từ In at. Buổi tối, vào cái buổi nào trong ngày á thì con sẽ dùng giới từ at. À, vào buổi tối thôi. Còn in là in the morning, in the afternoon, in the evening. Nhưng mà vào buổi tối, buổi đêm á, thì con sẽ dùng là at night. Ok. Rồi, tiếp làm sao? Cái chỗ này con sẽ có gì? At 8 o'clock, Jenny and her brother Tom. Gì con? À. Goes. Con sẽ dùng từ gì ta? Chữ goes. Sao chỗ này lại dùng goes? Xong. Her Jenny. brother. Con sẽ có là Jenny and her brother. Là tức là mấy người? Nhiều người goes. Hai người. Hai Con người thì người con sẽ làm là goes. go. Vào lúc 8 giờ thì họ sẽ đi đến trường. Đúng ra cái câu này vào lúc 8 giờ thì hai đứa này, Jenny và her brother,
là đang đi đến trường. Yeah. À, nhưng mà Old cái này là nó chỉ có present với past, và cái này nó có hai thì thôi, thì con sẽ dùng là go bình thường ha. Go to Yeah. school beside. Đấy, ở ngay chỗ này con dùng từ gì? Thật sự có hai con làm nó kỳ kỳ cái gì? Con sẽ có là beside đây gì? Have lunch there. Sao cô không có thấy từ chỗ nào? Từ have đến Sao con biết thiếu hay cái gì? Cô con biết thiếu thì phải. à, rồi ok, không sao. Rồi, vào lúc mấy giờ đây? 3 giờ nữa thì con sẽ dùng là gì? At o'clock. 3 o'clock Tom plays. Đúng rồi, plays Twice. video games he doesn't do, đúng không? Do His homework because he is is, đúng rồi, we is very lazy. Lazy, what does it mean? lười Đúng rồi, lazy. Rồi, rồi, kinh vào lúc mấy giờ thì con sẽ có at half past five ha. He plays is football with his football. friends. Yeah. At 8 o'clock, Watch. they watch TV. After that, they Clean. clean the table. Then Jenny does her Does homework. Okay, then she has she has a shower and in goes to sleep. go? Okay, good job. Đó, con làm đúng rồi đó. Yeah. Rồi, ok con. Yeah. Rồi, cái bài này con làm được không? Cái bài này Nó hơi khó hả? Nó hơi khó yeah, nó hả? hơi khó. Sao? Ừ, rồi, bây giờ con... Nó phải đoán nghĩa của cái từ ở trên đây, đúng không? Yeah. Rồi, con sẽ có từ go. Quá khứ của nó là gì nào? Went. When, là. Laugh. Cái này thì cô chưa biết. À, cái từ laugh này có nghĩa là cười, mà cười chế nhạo á. Con sẽ có từ Yeah. laugh này là cười chế nhạo. Con đợi cô xíu. Mười Để chín. cô bơ cái này qua bên đây rồi cô gửi từ vựng chỗ này cho con. Yeah. Rồi, con sẽ có từ laugh là cười chế nhạo ha. Này, mình cái từ Yeah. nào con biết nghĩa rồi á thì cô chỉ ghi lại, cô không ghi nghĩa. Rồi, còn con sẽ có từ laugh là cười chế nhạo, ví dụ như cười ha 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 hay là đó thì gọi là laugh. Còn mà cười mỉm á thì con sẽ có từ smile ha. Mine. Smile, cái từ nụ cười luôn đó, smile. Thì quá khứ nó sẽ là, nó sẽ thêm ed luôn, từ smile. Từ này nè, sao mà để Smart. lên đây cho con. Cái từ này nè con, smile, nó cũng có nghĩa là nụ cười nữa đó, nhưng mà cười mỉm á gọi là smile đó. Và nó có nụ cười và cười mà cười mỉm, cái động từ cười á nó cũng là từ này luôn đó. Rồi Yeah. con sẽ có tiếp theo. Rồi đây, để cô ghi đây cho con. Cười mỉm này, còn trên này là cười chế nhạo. Rồi, tiếp theo con sẽ có từ sleep. Sleep sao mai? Nghĩa gì con? What does it mean? Sleep. Sleep. À, con sẽ có sleep, slept. Huh? What does it mean? Nghĩa gì con? Ngủ. Đúng rồi. Tiếp theo con sẽ có từ drive. Thì quá khứ của nó là Job. drove. Ok. Rồi, tiếp theo con có từ eat là Eight. ate. Đúng rồi. Con có từ land ha, hạ cánh. I did. À, thì con sẽ có là landed. À, ví dụ máy bay hạ cánh á, gọi là landed. Yeah. Không biết trong bài nó còn có nghĩa gì nữa không, để tí nữa cô xem. Tiếp theo, con có từ meet. Quá khứ của nó là gì Mẹ. con? À, con sẽ có Mẹ. meet. Đúng rồi. Có nghĩa là gì? Gặp. Đúng rồi, Gặp bye. bữa.
Đúng rồi, buy. Bought. Boat. Từ đó con sẽ đọc Bot. là bought. Bought nghĩa là, Mua. đúng rồi, miss. Từ miss này á, Visit. miss, Visit. miss. À, cái hôm sau cô sẽ dạy cho con một cái bài mà cách phát âm ED nữa. No. Missed. Rồi, con sẽ có là miss. Nó có nghĩa là, một á, là con có nghĩa là miss, ví dụ như con là miss the bus. Cô giáo với Con lại nghĩ chữ quá. nhóm, cô À, với lại đúng rồi đó. nhóm. Nhưng mà trong cái cụm từ mà miss the bus này nè con. The Miss the bus. Thì nó lại có nghĩa là bỏ lỡ cái chuyến xe buýt mà miss miss my mom. Thì là lại là nhớ mẹ. Con nhớ nha, cái từ này nó có hai nghĩa. Một là bỏ lỡ. Hai là nhớ. nhớ. Ok, ví dụ con sẽ có là miss the bus nè, thì có nghĩa là bỏ lỡ chuyến xe buýt, mà miss my mom là nhớ mẹ. Ok. Con bị cái con. Rồi, con có từ swim. Con có từ Swam. swim à, thì con sẽ có là swam, bơi ha. Từ này dễ rồi. Rồi con có sing thì quá khứ là gì nào? Sang. À, sang. What do it mean? Hát, ca hát. Rồi. Rồi con có từ stop. Stop. À, stop. Con sẽ thêm ED. What does it mean? Dừng lại. Stop. Ok. Con có từ right. Road. Đúng rồi, nhiên COVID cô cũng bị gì đó luôn rồi. Right. What does it mean, Biết. right? Ok, con có từ make nghĩa là Làm một cái gì à, đó. làm. Và quá khứ nó là gì? Mate. À, làm hoặc là tạo. Tạo ra cái gì đó cũng được con. Tạo ra. Tiếp theo con có từ study thì quá khứ nó là Study. à, study. À, con sẽ đổi y dài thành y ngắn nhé Y sau ngắn. con. Có nghĩa là học ha. Rồi. Bây giờ con làm cái bên dưới xem. Bài này mình ráng mình làm đây để cô hướng dẫn con. Mình làm. Đây, bây giờ con sẽ thấy như sao. Câu thứ nhất nè, the plan. À, đúng rồi, con sẽ có là the plane came early. À, cái Em máy bay thì nó đến sớm. It landed a few hours ago. Nó đã hạ cánh vài giờ trước rồi. Ok. Rồi, bây giờ con sẽ làm câu số 2 xem. Bây giờ làm sao để con thấy được cái từ ơi. nè. Đó, cô gửi. Con, nhưng mà con đâu có vừa mở lần hai cái con làm được ta. Để sao? À, con đợi xíu đi. Để cô gửi cái từ vựng bên lên bên đây cho con. Rồi con có thấy được không? Hay cô ghi vô nhóm chat rồi cô gửi lên rồi Cô gửi rồi đó. Cô gửi rồi đó. Nhưng mà con xem thì cô gửi con một lúc hai cái thì con sẽ không làm được. Đây, để cô gửi lên đây cho con. Đây nè. Làm đi con. Con sẽ con có. viết lên luôn hả cô? Không, con đọc đi, cô làm cho. Number 2 đi. Mate. Con sẽ có number 2. Mate. Nhưng mà con đợi cô xíu ha. Cái bài này thì nó có chạy lên. À, nó phải xuống vậy. Thế cô phải làm sao mà con thấy được hết cái bài đã. Thế nó dày rồi tí nữa nó chạy là cô không có làm được. Rồi, ok. Con sẽ có từ câu thứ nhất là made. Đúng rồi. Câu thứ hai chứ, sorry. Con sẽ có câu thứ hai là made. Đúng. Rồi, câu tiếp theo nè. Câu số 3 này xem. Gì? Last year, my mom went to Italia for a month. Ai gì đó? Wanted her come back. Thì còn có cái gì? Visit, visit.
gì? Mist. Mist, Mist. đúng rồi, mist. Con cứ hay nhầm lẫn là Hemi đi cái Rồi từ SSSS từ, hôm sau cô sẽ chỉ cho con cái đó, không hoặc là thôi vậy để hôm sau đi, con sẽ có mist. Rồi tiếp theo, number đó. 4. The water looked like was warm. We swam for hours. We À, swam. à, con sẽ có cái từ này mình sẽ đọc là hour. Cái chữ s này là Hour. mình sẽ không đọc nè. Thì con sẽ có là we swam Oh. for hours ha. Con Hour. sẽ có từ swam. Thì con viết cho Swam. ngoài này cho nó rộng ha. Rồi tiếp theo, con sẽ có ở đây cũng viết cũng đủ hết chứ. Ok. Now, number five. Was so hungry last night that I Đúng rồi, ate I ate. two plates of spaghetti. Thì I ate. Đúng. Đây, ở đây con có cái câu này. I was so hungry last night that I ate two plates of spaghetti. Con sẽ có từ so hungry, rồi đằng sau này nó có chữ that nữa. Là tôi đói đến nỗi mà. Nè, con sẽ có này, I was so hungry ha, từ so cộng với một tính từ. Tôi đói tối hôm qua thì tôi đói đến nỗi mà tôi ăn hết hai dĩa mì spaghetti luôn. Con hiểu không? Đến nỗi mà. Đó thì con nhớ cái cấu trúc này, hôm sau cô sẽ dạy con ở cái chỗ này. Ok. Để cô nốt vào đây. Rồi tiếp theo đi con. Con số 6 là con đứng hình luôn rồi. Câu thứ sáu, con xem cái gì mình đi, con sẽ có when camping nghĩa là gì ta? Đi tới cái chỗ cắm trại. When Cái camping là nơi. đi cắm trại, when camping là đi cắm trại. Thì mình làm gì? Last summer and we just sleeping bags. Sleeping bag là túi ngủ. Sleeping bag là cái túi ngủ thì con sẽ là dùng cái gì? Ngủ ở trong cái thùng ngủ. Đúng rồi, chứ có gì đâu mà không biết. Đúng không? Con sẽ có gì? Đây là con tỉnh cái này. Con sẽ có. Đúng rồi. We sleep. Con sẽ có là sleep. Mới đầu con không có dịch cái chữ sleeping bag ra cái chữ túi ngủ mà con dịch ra cái gì nên nó hơi cái gì. Cái gì ngủ trong cái túi hay là cái gì đó, cái túi đi ngủ gì, con sẽ có là từ slept đúng không? Oh sorry, slept. Rồi tiếp câu number 7. Friends là cái gì á cô? Friends French. là French là cái gì ta? Con có French French. là tiếng Pháp hay là thuộc về ở đây? Thì à, French ở đây có nghĩa là tiếng Pháp đó, sao mai. Rồi. Tiếp đi con. I studied. À, I studied, đúng rồi. Để cô ghi từ đã, con có từ go camping nữa ha. Go camping là đi cắm trại. Tiếp theo, con sẽ có là studied. Đúng rồi đó. Study. Tiếp number 7. À sorry, number 8. We didn't go by bus. We gì đây? To Two. lead. To lead. Chắc cái này Lead. là tên gì? We gì ta? Không có đi bằng xe buýt, nhưng mà chúng tôi đã lái xe. Lái xe, Hàng con sẽ có là row. Row. Sorry, row. Ok, row. Ok, number 9. Number 9 con. Terrible là gì cô? Terrible là A không. terrible là tồi tệ. Con có từ voice nghĩa là cái giọng nói. Giọng nó. Voice là giọng nói. Con có từ terrible là tồi tệ.
The boy laughed Ừ. very sweetly. À. 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 Con sẽ dùng cái gì? Con dùng từ nào? Laugh. Laugh hả? Cái gì? Cái gì mà cười, đã cười chế nhạo rồi. Con có từ sweetly là ngọt ngào. Một cách ngọt ngào. Smile Ôi từ khác a hả? Cái gì mà cười, trong này có từ smile đâu mà smile. smile Từ từ, nhìn còn con nhìn lại đây, con nhìn lại coi thử. phải Đúng không rồi. Đúng rồi. Thì hồi kia thì hát đó, thì ngọt ngào. The boy sang, đúng không? The boy sang, con sẽ thấy nè. The boy sang very sweetly. À, đã từng hát rất là ngọt ngào vào những năm trước đây. But now, his voice is terrible. Nhưng mà bây giờ giọng hát của anh ta rất là kinh khủng. Giọng của anh ta rất là kinh khủng. Tiếp theo. 11. À, sorry, 12. À, sorry, 10. Ai gì? Island, what does it mean? Chữ island nghĩa là gì con? cái đảo Đúng rồi. đảo nhỏ Cái đảo thôi chứ quanh không có cái đảo nhỏ đâu. Cái đảo. cái Ừ. đảo. Phải là small island thì mới là cái đảo nhỏ chứ, tự nhiên mà cái chữ island của người ta rồi con tự nhiên thêm chữ nhỏ vô chứ. Dạ. Rồi. Này ở Ai gì? Từ nào chưa làm? Con sẽ coi bên này từ nào con làm rồi thì con gạch đi. Con sẽ coi bên này là từ từ nào con làm rồi. Từ smile chưa đúng không? Từ từ miss này là rồi nè. Từ swim là rồi nè, từ sang là rồi nè. Từ row là rồi nè. Từ eight rồi nè, từ landed rồi nè. Còn từ nào nữa? Từ made rồi nè. Study rồi nè. Bây giờ con còn từ nào? Có, mình ai đi quay đó bằng cái gì? Mình đi bằng phương tiện gì? Thì con sẽ có là I go by boat. Nhưng mà ở đây quá khứ thì quay con sẽ làm là quay con sẽ làm là I went by boat. Thôi bây giờ thấy dễ hơn chưa? dễ Ok, rồi tiếp đi con. Nào, 11. Remember, what does it mean? Con có từ remember nghĩa là gì? lặp lại hả cô? Remember là nhớ. Như Ừ. Rồi. Ví dụ, ai tôi, à, bạn có nhớ Sally không? Ai? Đúng I rồi, missed I met. Ủa I I met. Gặp từ miss làm rồi. Yeah. Nè nè, bạn có nhớ Sally không? Tôi đã gặp cô ấy ở nhà hàng vào tuần trước. Yeah. Ok. Ừ. Nào, next. Sao? Bạn My có rồi job. đó. Smoke last summer. Smoking nghĩa là gì? Là lặng hả cô? Hút Smoking thuốc là hả cô? smoke thì con có từ smoking là vì hút thuốc. Rồi. Sao khó quá vậy? Cái câu Nào. này con không biết từ nào hợp luôn. Cái gì? Đây nè. Rồi vậy thì trừ cái câu số 12 ra, từ từ làm. Câu số 13 nào. Boat. Three. What? Đúng rồi. Where was Ừ. you first last week? Tiếp nào. Week 4 là À, choke. Con có từ choke. I told my father a joke. A joke là chuyện cười giỡn, đùa giỡn. Cái gì? Gọi là cái gì ha? laugh, laugh. Đúng rồi. Có thể là câu đùa. Câu đùa hay là trò nghịch ngợm gì đó.
Câu nói đùa Nói đùa. ha. Ừ. Nên là bố đã cười rất nhiều đúng không? Thì con sẽ Dạ. có laughed a lot. Đúng rồi. Tiếp nào con. 15. Rồi. Đúng rồi. Rồi, vậy thì con xem bên này nè. Mình đã làm thêm cái từ nào nữa. Con Vậy đã câu số có... 2 là start. Đúng rồi, Câu số 12. thấy chưa? Thì con này con sẽ có stop. Bố tôi đã ngưng cái việc hút thuốc vào mùa hè năm ngoái. Dạ. Ok. Dạ. Đúng không? Rồi, bây giờ con phát ra rồi mình vào lại mình học tiếp nha. Dạ. Ừ.